Hai anh em ơi, chào quay trở lại với kênh 195 lắm. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ em các điểm để có thể khôi phục lại cái tài khoản Facebook mà anh em đã bị mất, bị hack nha anh em. Thì ở đây thì anh em cần chú ý, anh em làm anh em đã từng đăng nhập cái nick của anh em vào trình duyệt nào thì chúng ta nhớ ghi nhớ lên trình duyệt đó. Ví dụ như anh em sử dụng iPhone mà anh em đăng nhập vào cái trình duyệt Safari trên iPhone thì chúng ta sẽ vào iPhone để làm, Safari để làm. Còn anh em nào mà sử dụng điện thoại Android mà là đăng nhập trên Chrome cốc thì chúng ta sẽ vào những cái trình duyệt đó. Tại vì anh em mà đăng nhập vào trình duyệt nào thì Facebook nó sẽ ghi nhớ thiết bị đã từng đăng nhập, nên là nó mới mở, nó mới cho chúng ta mở khóa tài khoản ha, mở khóa bị hack rồi đó, mở cái tài khoản chúng ta. Còn anh em nào mà sử dụng cái trình duyệt mà không có từng đăng nhập vào thì chúng ta làm được nha anh em. Và mình cũng để link cho anh em xem cái trong video này, đây là link chính chủ của Facebook nên anh em yên tâm. Rồi ví dụ như cái nick của mình đã đăng nhập trên trình duyệt Google Chrome rồi thì mình sẽ vào Google Chrome nè. Rồi anh sẽ tìm kiếm với cái từ cái đường link mình sẽ để link dưới phần mô tả video á. Đây và mình sẽ để link là đây hiểu.com/kiệt nè, chúng ta bấm vào đây. Mình sẽ chia sẻ anh em hai cách luôn. Rồi, cách thứ nhất là anh em sẽ vào đường link này để chúng ta báo cáo tài khoản bị xâm phạm nè. Chúng ta bấm vào cái phần là tài khoản của tôi đã bị xâm phạm nè, bấm vào đây. Rồi nó sẽ sổ ra chúng ta cái trang này thì chúng ta bấm vào cái phần là đăng nhập bằng tài khoản khác nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ quên hết trơn rồi. Ví dụ như anh em đã bị hack bị mất thì cũng còn chắc chắn là bị đổi email, số điện thoại rồi, mật khẩu bị đổi luôn. Nên chúng ta bấm vào phần là quên mật khẩu này nha. Em bấm vào quên mật khẩu nè. Đây sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là nhập số điện thoại di động mà trên cái nick mình đang đăng ký với Facebook vào. Còn không có thì chúng ta sẽ bấm vào phần là tìm kiếm bằng email hoặc tên của bạn nè. Đó là bấm một cái mục dưới này. Đó anh em có thể đổi qua nhập số điện thoại hoặc là nhập email hoặc tên đầy đủ. Ví dụ như anh em nhập cái email của anh em vào mà để liên kết rồi dưới Facebook đó, thì chúng ta bấm tìm kiếm. Rồi ok, khi mà nhập email xong á thì nó sẽ ra như thế này, chúng ta đợi một tí nha. Rồi nó sẽ ra đúng cái nick của chúng ta luôn, chúng ta bấm là thử cách khác nha. Chúng ta bấm vào một là thử cách khác nè. Rồi bạn không truy cập được email và số điện thoại này nữa. Ok, chúng ta sẽ bấm vào mục xanh đó. Tại vì ở đây email và cái gì đó cũng đã bị thay đổi hết rồi, nên chúng ta bấm vào bạn không truy cập được email và số điện thoại dưới này nè anh em, cái mục xanh xanh nè. Ví dụ như anh em nào mà bấm mà nó ra cái trang như thế này, sorry we sometimes went wrong gì nè. Thì ok, bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách để chúng ta fix luôn, nếu mà anh em nào gặp cái trường hợp này như thế này nha. Rồi ok, chúng ta quay ra nè, anh em sử dụng một cái ứng dụng VPN đi. Rồi chúng ta sẽ kết nối vào một cái quốc gia nào đó, mình sẽ bấm vào WeConnect luôn đi. Rồi mình bấm Connect ha. Rồi thấy chìa khóa ở trên đây, nếu mà gặp cái trường hợp mà xong pin win won gì đó thì chúng ta bấm lại nè. Và tài khoản của tôi đã bị xâm phạm lại nè. Cái này là mình đã fix cho anh em luôn cái nếu mà mình bị lỗi cái đó nha. Rồi ok, chúng ta đợi chút xíu, tại vì đổi VPN nên là cái tốc độ mạng hơi chậm. Rồi anh em bấm vào đăng nhập bằng tài khoản khác. Rồi chúng ta bấm vào quên mật khẩu lần nữa. Còn anh em nào mà không có bị tình trạng đó thì thôi khỏi nha anh em. Nè, quên mật khẩu nè. Rồi bấm thử cái khác nè. Rồi nó sẽ dẫn ra chúng ta cái trang như thế này. Chúng ta bấm vào bạn không còn truy cập được email số điện thoại nữa nha. Với những cái nick mà bị hack bị mất á, thì chúng ta sẽ bấm vào phần dấu chữ dòng ở đây. Đó, thấy không? Thì nó sẽ sổ ra chúng ta cái trang như thế nè. Tôi đã mất quyền truy cập thông tin đăng nhập của mình rồi. Thì ở đây thì những gì bạn cần làm nếu không thể truy cập vào số điện thoại hoặc email này trên tài khoản này á, thì anh em cần cho biết là chúng tôi biết là liên hệ với anh em bằng cách nào nè. Rồi xác nhận đó là bạn thì cách này sẽ ngăn chặn không bất kỳ ai có thể đăng nhập nè. Rồi mình bấm dừng lần nữa ha. Rồi chờ thông báo chúng tôi nè anh em thấy không? Chờ thông báo chúng tôi là chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về bước cuối cùng để chúng ta đăng nhập lại Facebook. Rồi ok, mình sẽ bấm vào bắt đầu như này nè. Đây. Ví dụ như ở đây thì nó sẽ có thêm cái phần là nhập email để liên hệ, còn không nhập email thì nó sẽ có luôn cái phần là tải giấy tờ điện thân lên. Ở đây nó có khi là hiện hai bước, một là cho anh em liên hệ với số cái email mà anh em còn, hoặc là như thế này anh em bấm vào thấy tải giấy tờ điện thân không đó, hoặc là nó kêu ta nhập email mới nào đó. Rồi ok, chúng ta bấm vào đây. Đó thì chúng ta bấm bắt đầu. Ở đây thì anh em cần chú ý nha, cái này mình làm hoài nên là hiện tại á, nên khi mà chúng ta bấm vào á, mình bấm vào thì nó không cho mình hiện nữa, nên là anh em nào mà chưa làm lần đầu tiên á thì nó sẽ hiện lên một cái phần
Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái, mình sẽ đổi sang khác cho anh em xem cái dễ dễ hơn nha. Rồi ok anh em, đối với cái phần là nhập số điện thoại thì chúng ta nhập cái số điện thoại mà liên hệ liên kết với cái nick Facebook của anh em hoặc bị mất đó thì nhập vào. Còn không có thì chúng ta bấm vào đây nè, nhập email hoặc tên đầy đủ. Tên đầy đủ là gì nè? Tên đầy đủ là tên trên nick Facebook của anh em á. Ví dụ như tên nick Facebook của anh em là tên gì thì ghi vào. Đó, Nguyễn Văn An, Nguyễn B đó thì chúng ta ghi vào đây, nhập vào cái ô này nha. Đó. Rồi, tên đầy đủ của anh em là gì trên nick Facebook nha. Nhớ là ghi trên nick Facebook nha anh em, chứ không phải ghi là muốn ghi sao ghi nha. Rồi, thì anh em bấm tìm kiếm. Rồi ví dụ nha. Rồi, ví dụ mình bấm tên này. Ok, mình bấm tìm kiếm nè. Rồi, nó sẽ sổ ra chúng ta rất là nhiều tên, rất là nhiều nick, thì chúng ta sẽ chọn cái nick đúng của anh em nha. Chọn đúng cái nick rồi thì ta bấm vào. Còn mà lỡ mà chọn không có, ví dụ nè, ví dụ như anh em thấy cái nick của anh em rồi, còn không có thì chúng ta bấm kéo như anh em bấm vào cái mục là tôi không có trong danh sách này, thì nó sẽ hỏi thì chúng ta là thêm nè, là hãy nhập tên đầy đủ của một trong những người bạn mà chúng tôi có thể giúp đó. Ví dụ như anh em mà cái nick của anh em tìm ra thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là họ tên của một người bạn đó, chúng ta nhập cái họ tên nick, họ tên nick Facebook của một người bạn mà chúng ta đã kết bạn trong cái nick đó. Rồi ok, kiếm nè. Rồi nó sẽ gom lại rất là nhiều luôn, nó sẽ túm lại trong tay cái nick rồi đó. Chúng ta chỉ cần bấm vào cái nick mà chúng ta cần tìm, chúng ta bấm đúng tiếp tục nè, thử cách khác nè, không còn chỉ cập được email số điện thoại này nữa nè. Rồi nó sẽ dẫn ra chúng ta cái trang như thế này, và chúng ta chỉ cần bấm chữ bắt đầu thôi. Đây thì nó sẽ ra thêm một cái phần là nhập email xác thực gì đó, thì chúng ta chọn vô, còn không có thì ta bấm gì gửi tờ thị thân lên. Còn gửi tờ thị thân lên sau thì anh em sẽ làm theo cái bước mà Facebook nó kêu nha. Ví dụ nó kêu anh em chụp để với tờ thị thân lên bằng như tay vậy nè, rồi chúng ta chụp như selfie hoặc là sao nó, thì cái đó thì Facebook nó yêu cầu nha. Còn này thì mình bấm vào hiện tại á thì mình sẽ không có vào được nữa. Nó anh em sẽ xem cái này nè, nó yêu cầu là đặt cho chúng tôi biết cách liên hệ với bạn là gì, đặt email đăng nhập mới nè. Còn nếu mà anh em nào mà hiện ra đặt email đăng nhập mới thì đặt những cái email mà anh em còn sử dụng được vào anh, chứ không phải email trắng nữa, bây giờ Facebook nó đổi rồi. Rồi xác nhận đó là bạn nè, cách này sẽ ngăn chặn không có bị ai nữa. Cái này hình như là quay video selfie hay gì đó mình cũng quên rồi. Ở đây là chờ thông báo chúng tôi nè, hoặc là cái giấy tờ tùy thân đó, cái sổ này nè, nó chỉ có hai bước như thế này thôi, và đợi email xác thực của chúng tôi là xong rồi đó. Anh chỉ cần bấm vào chọn những cái thông tin mà anh em cần điền vô là ok nha. Rồi sau khi mà ấy xong yeah. Bước cuối cùng của Facebook để đăng nhập lại nè, anh em sẽ xem cái email cũng mới đây thôi. Khi mà anh em khôi phục thành công cái nick đó thì nó sẽ có một cái email khôi phục này nè, bước cuối cùng để vào lại đăng nhập lại Facebook nè, thì chúng ta sẽ bấm vào phần đăng đặt lại mật khẩu nha. Vì email này sẽ hết hạn, hãy đặt lại mật khẩu càng sớm càng tốt nhé. Ta bấm chữ đặt đó thì nó sẽ hiện ra cái phần là nè, anh em thấy không, đặt lại mật khẩu nè. Chúng ta sẽ bấm chữ đặt lại mật khẩu. Đã chia sẻ anh em thành công cách để chúng ta có thể khôi phục lại cái nick ở đó nè. Anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video tiếp theo.